你爱我吗？不爱了，我有男啊，不是不是不是，现在我就是主要是学习的，不谈恋爱的。反正都 xem hi hi， đúng rồi. Rồi người nước ngoài xem mấy người Trung, người Hàn, người Nhật gì cũng có hết đi. Bạn này người miền Trung đúng rồi, mình là người miền Trung. Em nói được tiếng Nhật Bản không? Dạ không ạ. Mấy cái xàm xí như Yamete thì còn đùa đùa biết chứ mà em không biết tiếng Trung nha. À nhầm, em không biết tiếng Nhật nha. Chúc bạn nhiều sức khỏe, cảm ơn các bạn nha. Chúc các bạn nhiều sức khỏe, cảm ơn. Mọi người ơi, tụi mình vừa tìm thấy một con màu kẹp ngâm rượu. Cái em nãy cầm lai đấy. À, ni hao, ni hao, ni hao, ni hao, ni hao, ni hao. Hoan nghênh tất cả các bạn qua mình được chủ vô chia, hoan nghênh, hoan nghênh. Nói được tiếng Duyên không tào leo, xà lơ nữa. Đấy, mình hát à, tiếng Trung đúng không? Tà hứa, xiang tông liều à, theo sao được xin xin, cá bê, tàu à. Đó là bài Hảo Hán ca nha mọi người, cảm ơn. Xuống mắt luôn đi em, rồi luôn. Luôn nào mà sống được ở đây cả nhà. Có nam, có bé nam. Em có mấy cái dạy chưa chặn đi em ơi. Ở kệ là hát dữ chưa? Trời ơi tôi hát hay thế các bạn còn đùa. Hát hát giả hay nhá. Trời ơi idol TikTok Trung Quốc. Xuống bắt cá trào đi. Rồi cá trào nào đây? Có cá chê không fan à? Mọi người hỏi cá nhiều quá thì bây giờ mọi người muốn ăn cá nướng, cá luộc hay là cá chiên ạ? À? Em tí em ship cho mọi người ạ. À. Mọi người comment cho em số điện thoại và địa chỉ nhá. Tí em ship từng con qua cho cả nhà ăn luôn. Đùa, đây con gì chả có. Ánh trăng nói hổ lòng tôi đi chị. Mọi người ơi, mặc dù mình biết tiếng Trung thật nhưng mọi người đừng kêu mình hát tí nữa. Bây giờ 1.200 người xem live, tí nữa chỉ còn có vài trăm người thôi. Thật đấy. Mà còn vài trăm người là ông Sim nó mới đuổi tôi ra khỏi nhóm đấy mọi người ạ. Rủ mấy anh chơi FIFA đi. Ê, chị có chơi FIFA này em. Chị chơi hết đi. Chị quê ở đâu vậy ạ? Chị ở Hà Tĩnh nha mọi người. Hà Tĩnh Mã Đỉnh có lạnh không chị không? Sài Gòn sài và tém mát bạn. Sài Gòn chỉ có một mùa nóng và một mùa nóng chết mẹ thôi chứ có mùa này lạnh đâu. Có. Có. Tết lạnh chết mẹ. Tết đâu có lạnh đâu. Có. I can't smell it. Yeah, it really smells. Tại cả FIFA liên quân có gì có nha, liên quân liên minh gì chị chơi hết. Cẩm Xuyên chào ẻ. Vũ Quan chào Cẩm Xuyên. Có chứ, em chơi gì thì em chả chơi. Chơi cái gì? Chơi cái hà. Ồ, anh Cẩm Xuyên đấy. Em Vũ Quan ấy. Chị kia cũng Hà Tĩnh đồng hướng chứ. Em Hà Tĩnh, Vũ Quan Hà Tĩnh này. Em Hà Tĩnh ra chơi tổ thế. Nhi xua. Em đang ăn đi. Yêu ăn đi em trước em về làm em định. Bù yao à, bù yao là trên trai hải niên trinh bù yao chế quân là hảo bù hảo. Muốn tham gia thì phải làm sao ạ? Các bạn muốn 36, 37 máy định 38, mình 38 nha. Các bạn muốn tham gia cưới, cưới tờ bù cưới. Nhi xuất cưới nó mà quay của xuất bù cưới. Ok máy đi. Các bạn muốn tham gia với tụi mình thì inbox tụi mình qua. Ôi trời ơi. Qua các kênh tụi mình có gắn trên bio nha. Cấm mic đỏ là truyền hình bên ạ. Lẽ đây là truyền hình quốc hội nha mọi người. Ở trước có cả VTV này, ghê chưa? Đây là truyền hình quốc hội nha. Nhà nước đấy, đi biển xanh đấy, rén liền. Hai bác Sarahe im cho người ta phỏng vấn kia mẹ. Ôi em đã lùi lại rồi mọi người ạ. Em xin lỗi mọi người, em đã lùi lại rồi mọi người, yên tâm ạ. Em xin lỗi, em xếp mấy bạn Indo đi bạn ơi. Mấy bạn ấy không có tiếng Indo, mình đâu có xếp được đâu. Handsome boy MTK, thank you so much, thank you. Tại sao chờ sự ấy chết mẹ rồi. Cái chữ tiếng Trung này mình đâu có biết đọc được đâu. Ô mà chú chơi Việt Nam ta. Ô mà xí. Tuy nhiên thì thôi bỏ qua đi. Mình tiếng Trung dở lắm. Ông Tây ba lô lập tim ạ. Không ạ. Anh ấy là Mr. Pratt. Nếu các bạn có xem TikTok và YouTube thì mong là các bạn có biết đến kênh Mr. Pratt. Thì các anh ấy có tham gia với tụi mình. Hôm nay là buổi thứ tư nha mọi người. Buổi thứ ba. Chết chỉ cơ. Ủa chết chỉ cơ. Học không? Các bạn có biết Mạnh Tiến Khôi không? Là anh này này. Xong rồi là các bạn có biết Dennis Đặng không? Là cái anh đầu trắng kia kìa. Hai anh đấy hôm nay có tham gia với tụi mình luôn. Ghê luôn trời. Trung Quân. Trung Quân.
Thôi, bạn Vũ Tiến Dũng kia ơi, mình mới học tiếng Trung thôi. Mình mới học tiếng Trung thôi, bạn có thể nhắn tiếng Việt được không? Hán tự mình đọc dở lắm. Thề. Anh Tây lấy đây nón xịn này trời, biết sao không? Cái nón mình mua đấy, nón mình mua cho team đấy, mình mua mấy cái cho team đấy. Tại vì hôm bữa các bạn bảo là tại sao các anh không đeo nón, thế nên là hôm nay mình có mua nón mang tới. Ui, có Mạnh Đến Khô với Dennis nặng hơn, đúng rồi. Hôm nay có Mạnh Đến Khô với Dennis nặng hơn. Cái đó là...